Hello chào anh em mọi người. Thì khá là nhiều anh em cũng khoái mình xem video của mình ha. Nhiều anh em cũng có những cái câu hỏi về nhận thức á. Khi mà xem video mình á thì nói mình sao mà đi bảy thấy 10 mà chỉ dính một hai con ha. Có khi một hai con ha. Thì cũng thưa anh em ha. Thì hiện tại nhà mình nó rất là nhiều cái con chim cái loại này ha. Bán nó không có ra các bạn, nhưng mà mình chủ yếu là mình mê, mình nuôi, mình chơi ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái lượng chim nó nhiều quá rồi cho nên mình không có bẫy về nuôi nữa ha. Cái thứ ba nữa là mình để cho mình vợt như vậy đó, để cho nó quen với lại rừng, nó không có bị khi mà mình đem con mồi ra ngoài rừng á thì nó không có hót ha, cho nó quen ha. Cái thứ tư nữa là mình chủ yếu là mình quay clip cho anh em coi. Cái thứ cái mình đi như vậy đó cho nó thoải mái, với lại nó xả chết được ha. Thì với lại cái tháng này nó không có đá bẫy nữa, cái con sâu vàng nó không có đá bẫy nữa ha. Thì hôm nay mình chuẩn bị cái trang bị cái dụng cụ mình ha, dụng cụ quay video và cái dụng cụ đưa cái con mồi lên và thức ăn nước uống của mình. Thôi mình đóng cửa mình lên đường các bạn ơi. Xin chào mọi người ha. Chúc ngày mới vui vẻ. Thank you.
chỗ rồi anh em. Anh em biết sao mình ít có đi bẫy không? Tại vì do mình cho ăn á, cho chim nó ăn á, rồi mình mất thời gian lắm các bạn. Có khi cho ăn cả buổi rồi á, nhiều khi mình đi cử trưa không đúng cái thời điểm chim nó đã bẫy nữa các bạn. Thì giờ mình đưa chim mồi lên ha. Đây mình nghe nó có kêu. Bắt đầu đỏ nữa các bạn. Đưa chim mồi ra cái mình quay cho anh em coi ha. Anh Thọ mình đứng lại đây ha. Con rừng nó thấy mồi mình nữa bạn. Con rừng nó thấy mồi mình nữa, nó lỡ. Thank you.
Thank you.